Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 9, Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức họp trực tuyến với 26 địa phương về công tác hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tính đến ngày 23 tháng 9, ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã làm 333 người chết và mất tích, thiệt hại lên đến 60.739 tỷ đồng. Đến ngày 22 tháng 9 năm 2024, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận 1.654 tỷ đồng tiền hỗ trợ. Ban vận động cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định phân bổ hỗ trợ đợt 1 đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ 385 tỷ đồng. Đợt 2 với số tiền là 650 tỷ đồng, tổng cả hai đợt đã phân bổ là 1.035 tỷ đồng. Riêng tỉnh Hòa Bình, ảnh hưởng từ cơn bão số 3 đã làm 7 người chết, tổng thiệt hại lên đến 1.065 tỷ đồng. Tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2024, đã có 343 cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân ủng hộ số tiền trên 40,7 tỷ đồng, trong đó Trung ương chuyển về 30 tỷ đồng, vận động trong tỉnh trên 4,5 tỷ đồng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngoài tỉnh ủng hộ 6,2 tỷ đồng. Tính đến ngày 20 tháng 9, Hòa Bình đã trích quỹ cứu trợ thực hiện công tác cứu trợ trên 3,6 tỷ đồng và 11,83 tấn gạo. Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban vận động cứu trợ các tỉnh tiếp tục khẩn trương phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ còn lại về các địa phương bị thiệt hại, kịp thời đúng đối tượng, trên cơ sở công khai minh bạch, bám sát theo Nghị định 93, ưu tiên hỗ trợ người chết, bị thương, hỗ trợ lương thực thực phẩm, hỗ trợ phục hồi sản xuất. Ban vận động cứu trợ các cấp tiếp tục theo nguyên tắc thu đến đâu phân bổ đến đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo số tiền hỗ trợ không trùng lặp. Các địa phương, ban vận động cứu trợ các tỉnh thực hiện nghiêm chế độ báo cáo 10 ngày một lần về việc tiếp nhận và phân bổ số tiền hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.